Ca sĩ Di Mạnh nói về ông Thích Minh Tuệ á chị. Ông đi vậy rồi ông tiểu tị đâu rồi ông chị giải thích cho em nghe. Cái đệ ca sĩ này nè, không có muốn làm ca sĩ nữa hay sao á, mà lên phỉ báng thầy Thích Minh Tuệ, hỏi những điều mà kêu bằng bắt chánh luôn mà bắt tà luôn, tà gì đâu mà hỏi ta tiểu tiện ở đâu, ủa mắc cái gì mà phải vạch trần ra vậy, ổng tiểu ở đâu là chuyện của ổng, ổng ỉa ở đâu là chuyện của ổng, mày muốn ổng ỉa ở đâu, ổng ỉa trên mặt mày quá chứ. Người ta đi tiểu tiện ta phải lượng nơi kín đáo, như ngày xưa ông nội mày, ông cha mày với tao nè, ngày xưa là cũng bạn bè đó, hồi đó còn nghèo đó, rồi đâu có xây cầu tiêu nhà tắm được đâu, mỗi lần mình đi tiểu tiện thì đi đâu, em đi hầm cá cha em nhớ không, rồi bắt đầu đi tiểu tiện không có hầm cá cha, phải lựa chỗ kín đáo đi, mắc mớ gì mày là ca sĩ mày lên mày hỏi những điều xàm xí để làm gì hả, mày không lo ca đi kiếm tiền đi, mày đem giọng hát mày bán đi lấy tiền là kiếp trước mày cũng có tu một số nào đó, nên bây giờ mày trở lại mày ca hay được quần chúng ái mộ thì mày phải lập công bồi đức, mày phải nói những cái điều mà trí tuệ thông minh để ta thưởng những vị sánh tăng, những vị Bồ Tát lên cho mình nổi bật thêm cái ca sĩ của mình, chứ ca sĩ gì đâu mà nói chuyện xàm. Kiếm tiền không kiếm mà giờ đi kiếm Ờ, tiền, đi kiếm ăn không kiếm mà đi kiếm chuyện. những ca sĩ bây giờ đó người ta quay đầu nhiều lắm, có tên Nó Bạch Tuyết nè, Thanh Trung Huệ nè, rồi Châu Thanh nè nói trước khi đó. chết là bà Thanh Kim Huệ kể chuyện bên thầy không đó quý vị, đọc giảng của thầy không nè, rồi Châu Thanh nè, anh Ngô Bình Chị sáng tác cái bản giọng cổ về thầy Thích Minh Tuệ đó, Châu Thanh vô hết cả triệu người được lượt đăng ký đó quý vị. Nó hay không, mình nghe thì cứ nghe, không nghe thì cứ bỏ, mắc mớ gì tới mình, như mắc mớ gì tới mày mà mày hỏi ông tiểu ở đâu tiện ở đâu, Mà rồi tao xin nói với mày là ông tiểu trên mặt mày, ông mày hết trên mặt mày đó, cao cái quá thằng ca hay, sĩ xàm bài đó. ca của anh Châu Thành ca quá hay mà, Đó. quá Có cao quá những cái anh ca sĩ mà người ta được kính nể là Châu Thanh nè, những cái anh mà ra cái bài hát để ca tụng thầy Thích Minh Tuệ là người ta coi chịu 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 người luôn nó, còn mai mốt cái thằng này nó đi ca đó quý vị, hãy ném trứng gà vô mặt, hãy ném dép vô mặt đó. Đừng có để cho nó thu nhập tiền nữa. Mày ở nước ngoài mày chỏ mỏ vô Việt Nam mày làm gì, mày là con người không tốt đẹp ở Việt Nam, mày mới bỏ đất nước Việt Nam để lưu vong đi biểu diễn, mà mình phải nói cho nó có trí tuệ thông minh để người ta kính ngưỡng cái ca sĩ của mình. Còn cái ca sĩ gì đâu mà xàm xí, ổng mắc mớ gì tới mày, ổng có biết mày là cái thằng mặt nào ở đâu trong cái thế giới này không, ổng chẳng nói một câu nào hết, tụi bay cứ lên hè nhau mà phỉ báng binh những cái thầy thích đợi đồ thích cúng dường của mày, mày binh thì cái chuyện mày binh người ta không nói, nhưng mà đừng phỉ báng tới kẻ chân tu đó. Bậc thánh nhân công lao chẳng chán, huống chi người ta nào dám than gian, ổng đi ai chửi cũng được, ai chê cũng được, ổng không có dám than gian, thấy đời mê chưa gõ Phật đàn nên tỏ ý khắp nơi đặng biết, coi ai có chứa bầu nhiệt huyết dùng đạo màu cứu vớt sanh linh, nếu để chờ sấm nổ gian thinh e bá tánh ăn năn đã muộn. Nên mình làm ca sĩ mình hãy làm ca sĩ của mình đi, mày muốn nổi tiếng không, nổi tiếng cỡ Đàm Vĩnh Hưng không, nó mang nhiều cái khẩu hiệu của các nước về, nó tôn vinh, nó tự tôn vinh lên, bây giờ bị nhà nước cấm lưu diễn 9 tháng rồi nó, còn cái miệng của mày cộng đồng mạng sẽ phá cái miệng của mày lưu diễn không chừng toàn luôn nữa, toàn thế giới này luôn nữa nó, nên đừng có sắc sược nữa mấy con, mấy con còn nhỏ lắm, quả báo đến mấy con mau lắm, chánh sách của Đức Phật mà nó còn dám giờ đổi thì nó chọt cái mỏ vô những mấy ông chánh đạo, thì cái chuyện đó là chuyện nhỏ của tụi nó, tại vì em biết nó là ma mà, ma này là thiên ma tới 3 tầng nó chứ không phải là 1 tầng, trời mở cửa quỷ dương xuống thế, nên Thích Minh Tuệ này ta mới ra tay cứu thế để chúng sanh bệnh khổ quá chừng nó, sau quỷ dương đi đứng nửa lần thêm tên tuổi chúng sanh nó biết, cái quỷ dương mà thêm tên tuổi chúng sanh nó biết là quý vị biết quỷ dương nào trước nhất rồi đó, nó làm đủ cách xuống lên tha thiết ở ngoài đường nó biết tên mình, tin thì cùng không thì cũng mặc tình, nên ta lắm công trình dạy dỗ, em thấy không, ma mà nó xuống từng lớp hết ma già tới ma trẻ, hết ma nhỏ tới ma nhí, hết đợt này tới đợt khác nó, em thấy không, vài tháng là có mẫu chuyện mới, vài tháng là có mẫu chuyện mới, ông Thích Minh Tuệ ra đời chỉ có 3 tháng thôi mà chấn động cả thế giới này năm châu bốn biển đó, người ta đánh lễ ngài, chẳng lẽ cái thằng ca sĩ này nó hơn thế giới này 80-90 triệu dân à, mày hơn cả thế giới này à, mày ra để mày nói 3-4 cái văn bản, cái lời nói của mày chó mà nghe chứ ai mà nghe, mày đặt mày bố láo
người ta trên cộng đồng mạng người ta có từng lớp già, có này trẻ, có này từng làm tuổi bằng ông nội mày, cha mày nè, bằng chú mày nè, bác mày nè, người ta có trí tuệ hết rồi. Cần gì mày phải lên mạng mày nói, mày nói để làm gì? Mày muốn đập vỡ cái nồi cơm của mày không, cái thằng ca sĩ Sàm? Nên phải trở lại nội tâm đi con, cộng đồng mạng nó sẽ chôn mày xuống ống cống bây giờ. Như bà Nguyễn Phương Hằng, bà ra bà nói đó, thì bà trừ nghệ sĩ bẩn đó, chứ nghệ sĩ chân chánh người ta không có đụng. Cả tới bên Trung Quốc mà cái nàng này chiếc về thầy Thích Minh Tuệ mà nàng ca đó, em thấy ca sĩ Trung Quốc không, nàng ca mà vừa khóc luôn đó, nói cái người đó được người ta kính nể đó. Còn cái thứ bố láo như mày với Đàm Vĩnh Hưng đó, thì thằng Đàm Vĩnh Hưng nó chịu quả rồi, còn mày sắp tới đó, mày đi du diễn người ta sẽ trội hột gà vô mặt của mày. Mày nó trở về nội tâm đi nha. Mày lên một thêm một cái video nào nữa, cộng đồng mạng nó dập mày luôn đó. Những cái lời của Lê Thị Miễn nó nói đó, những cái câu mà xảo trá đa ngôn nó trở về nó chứ cái gì. Bắt chánh là nó nè, xảo trá là nó nè, đa ngôn là nó nè. Chứ ông Sư Thích Minh Tuệ, ông quý vị thấy không? Cộng đồng mạng đã thấy rồi. Ông chỉ ôm cái bình bát, ai hỏi ông chỉ xưng con thôi. Con đi để giải mã cho cuộc đời của con. Con tu cái lối khổ hạnh này theo Phật ngày xưa để trở lại cứu cha mẹ của con, chứ không có nói một điều gì hết. Thì tại sao nói ông bắt chánh? Mày nên nhìn kỹ rồi, mày mới là con người bắt chánh. Mày với cái thằng Minh Sài Gòn khen ông thầy thích đồng hồ của mày, thích chuyển khoản, thích cúng giường, thích cúng nhà đó, mấy là bắt chánh đó, sao mày không nói? Còn Thích Minh Tuệ đụng phạm gì tới mày đó? Người ta đi trong cái giữa cái chánh và cái tà, việc tà lập chánh. Ông không nói gì hết, nhưng mà tụi mặt, bộ mặt sàm tăng của tụi nó với mày là cái con láo phép nhất ở ngoài đời, cũng lộ mặt nạ hết trơn. Nó lộ là tụi bay lộ, chứ chẳng phải Thích Minh Tuệ lộ. Nó ông Thích Minh Tuệ ông đi cái nồi, cái lỗi nồi cơm điện ổng như cái tấm kiến mà chiếu yêu vậy, em thấy không? Xôi gọi lộ hết trơn luôn, nó tự động tụi nó gớt mặt nạ với nhau. Nó ông sư phụ của mày á, mày là cái con sắc sược, mày bỏ đất nước Việt Nam, mày đi qua bên kia, mày mặn cái nghề xiên ăn, mày nhát làm, thì người ta đã biết rồi, mày đừng có lên bố láo nữa. Nó, mày nói cũng không có ai nghe mày đâu. Nó, thành thử ra, mày nên trở về nội tâm của mày đi, mày còn nhỏ lắm đó, để cha mẹ mày phải chịu lây nữa, tại vì cha mẹ mày còn ở Việt Nam nè. Mỗi lần đi ra ngoài đường thì ta phỉ báng, ôi ông này cũng có con mắc dạy đó, cái thứ không có dạy đó. Thành thử cái tội nghiệp cho cha mẹ mình. Nó, mình là cái người con, đừng để cho người cha mẹ mình mang tiếng Lê Thị Miễn. Bữa nay mày sắp con gái mày lên chửi nữa đó, mày làm cho con nhỏ này nó mất phước, nó tổn thọ, nó còn là con nít, đừng nên vậy nữa. Hãy trở về nội tâm đi con. Cô nói là ông Sư Minh Tuệ là không, tu không có cái bằng chứng mà không có giúp đời, không có độ đời gì được hết, không có bằng chứng gì hết. 80 triệu dân trên thế giới này người ta đều kính nể ông. Mà cái mỏ của mày nó không có bằng chứng, mày là cái con cấp bằng chứng hay sao mà phải nghe mày hả? Mày là cái con bố láo nhất, mày là cái con sắc sược nhất hả? Mày nói ổng không có bằng chứng nhưng mà người ta vẫn được người ta kính nể. Dầu mày có tôn trọng mấy thằng sư thà xàm đi nữa cũng không ai mà ra đường mà kính nể. Nó mà thấy không, 80 triệu người trên thế giới này, nói bây giờ người ta lập tượng ổng nè, cả tới những cô thiếu nữ thời trang nè, mai đồ Sư Thích Minh Tuệ nè, ngũ dân năm sắc năm màu, kiều quy nọ phụng lao sao vui mừng, xâm dày sấm nổ chuyển gian, tiễn tiên lộ vẻ vui mừng cha con. Đó, bấy lâu nghĩa nọ tiêu mòn, ngày nay hiệp mặt hết còn thở than, tức là gặp ông, đảnh lễ ông, thấy cái màu áo năm màu sắc của ông lụm từ nghĩa trang để lắp ráp. Nhưng mà những cô thiếu nữ thời trang bây giờ là ra bao nhiêu là hết bao nhiêu, chính tôi đặt mai cho cháu tôi mà còn không có mua được nữa đó, là trái giá luôn đó. Sao mày nói không có lợi ích? Chính là mày là cái con không có lợi ích, bỏ đất nước Việt Nam đi qua đất nước bên kia không biết làm cái gì đó. Mày cái con không lợi ích cho nước, đất nước nô nhà, mày là một cái con bố láo đó. Thành thử ra mày trở về nội tâm đi, đừng có suối con mày lên để cho nó tổn phước tội nghiệp nó đó. Tụi bay nói cũng không có làm trở ngại cho cái chuyện của ông đâu. Nó, ông là được một người chọn một chàng tuổi trẻ tục phàm, mượn tay gã mới tờ qua thần hạ bút, khuyên bá tánh tầm tiên rời tục, chỉ mái trời bày tỏ việc về sau.
gái cùng trai già trẻ bước vào đường trí huệ quy y gìn đạo pháp. Tại sao không có lợi ích? Không có lợi ích mà 70-80 triệu dân trên thế giới này ta kính nể. Còn mày kêu hết trơn cái lũ của mày ra coi có ai mà đánh một người không? Mày đặt nói bậy nói bạ hoài. Đức Quỳnh giáo chủ bảo tu thiệt tâm thì được thảnh thơ, tu giả dối thì lao thì lý. Khùng cả tiếng phiên dân suy nghĩ, gắng tĩnh tâm suy nghĩ đạo màu. Đạo Thích Ca nhiều nẻo cao sâu, hãy tìm kiếm cái không mấy đó. Tức là tu thiệt là phải tiệt thu. Không phải một tay mà nắm cánh hoa sen, một tay nắm lấy nhỏ nhen sự đời. Tu thiệt là phải tiệt thu. Đó. Rồi thầy mới nói á, tu thiệt là như vậy. Còn chớ giả dối mà mang sắc áo mượn bồ đề chuỗi hột là người, là những cái anh sàm tăng của mình đó. Tôi chỉ nói những cái bọn sàm tăng, tôi không có đụng chánh tăng nha. Chánh tăng thì tôi không dám gớm. Tại vì thầy chùa là sàm tăng, còn chánh tăng thì ở đây không có đụng. Đó. Tu thì tâm thì được thảnh thơ, tu giả dối thì lao thì lý. Đó. Là lao lý là bây giờ sắp, nó sắp bể ra. Tại vì bể ra rồi cái lao lý ở trên đời này người ta chỉ em trước. Khi nhắm mắt hồn lìa khỏi xác thì quỷ vô sườn dắt xuống Diêm Đình, là dắt mấy người sư tà đó đó xuống Diêm Đình. Sổ sách kia tội phước đi đinh ninh, phạt chứ thưởng hai đường tả rõ rõ. Không phải nó chừng chỉ ở trên thế gian này rồi mà nó xuống kia nó hết đâu em. Nó xuống kia nó vẫn còn bị quả báo nữa, để trầm luân địa ngục nữa. Vì cái tội nó sát sược để phỉnh gạt người đời cúng dường cho nó ăn. Mà nó không làm lợi ích gì cho đạo nhờ, không làm lợi ích gì cho quần sanh. Vì đối với quần sanh ta mang cái ơn rất nặng, thì nó phải trở về trầm luân địa ngục. Nó tu giả dối là vậy, thì lao thì lý. Khùng cả tiếng phiên dân khi nghĩ, hãy giúp cho kẻ đối mới nhầm. Nên quý vị từ gài sắp tới, quý vị mà muốn giúp cho ai đó, tự tay quý vị làm đi. Đừng gỡ về cho một cái thằng thầy chùa nào, hay là một thằng tu sĩ nào bên tôi hết trơn. Toàn là lũ cái tu sĩ mà giả đó mới gọi là tu sĩ. Chứ thầy tôi nói đạo tôi không có ông đạo và ông cậu. Đó. Thì ông đạo nảy đâu ra? Ông đạo là ông đạo giả, còn ông cậu là ông cậu giả luôn. Nó thử ra quý vị hãy nhận định cho thấu lên. Hồi đó giờ quý vị gỡ về cho mấy cái anh mà tu sĩ giả bên tôi là nhiều lắm. Đó. Nên quý vị cũng sáng mắt rồi. Đó. Quý vị cũng thấy rồi. Nên thầy mới nói tu thiệt tâm thì được thảnh thơi, mà tu giả dối thì lao thì lý. Nó chưa chết mà nó bị cộng đồng mạng chôn sống nó luôn, rồi nó bị kỷ luật luôn. Đó. Rồi xuống Diêm Đình ghi tội liên miên mà tăng chúng nào đâu gõ hiểu. Đó. Là tu giả với tu thiệt là như thế đó quý vị. Nên quý vị hãy trở về nội tâm, tu phải tu cho thiệt. Còn nếu làm không được thì ra đời lấy vợ mặc ăn đi, đừng ở trong chùa núp bóng mà làm giả nữa. Rồi mấy anh tu sĩ bên tôi nè, xưng mình là tu sĩ cư sĩ, chở theo con bạch tuộc ngồi sau lưng, lộn lưng can kỹ mà hổ mang tiếng đời. Nó à, em có nghe cái đoạn mà thằng Minh Sài Gòn á, nó nói là ai mà tặng tạc tượng của ông sư Minh Tệ á, thì sau này nếu mà ổng có gì á, là cũng như mình là cái người tạc tượng đó là phản động theo ổng hết. Vậy là ý của nó là nó nói là sau này ổng là người phản động hay gì? Chị chia sẻ giùm cái thì đoạn nó này. Cũng nói rõ rồi đó. Nhưng mà nói cho Minh Sài Gòn nghe nè, mày với thằng sư phụ mày mới là phản động đó. Tụi mày thấy từ gài sắp tới cộng đồng mạng và nhà nước người ta sẽ vạch trần ra ai phản đất nước, ai làm lợi ích cho đất nước, thì người ta cũng đã thấy hết rồi. Ông sư Thích Minh Tuệ ông ra đời chẳng nói gì hết mà làm lợi ích biết bao nhiêu người. Vé máy bay thì cháy vé nè, phòng ngủ thì không có chỗ mướn nè. Cái tỉnh Gia Lai của ông khi mấy ngày ông về, rồi thiếu những cô thời trang mai đồ bán không kịp. Nó rồi những cái cô bác mà nghèo khổ ấy, được người ta cho gạo, cho tiền, cho mì, rồi tặng tiền. Cái ông mà được tặng 500 đó, ông nó đi lụm ve chai lông vịt 3 tháng trời bán được 500 ngàn. Mà bây giờ cho ông thùng mì, một cái bao gạo, tặng thêm giấy 500 nữa, ông lấy cái nón lá của ông quẹt nước mắt mà ông khóc vậy nè. Ai làm lợi ích cho nước non nha. Tụi mày mấy là cái bọn chuyên ăn mà nhát làm, đi vô núp bóng từ bi. Ngày xưa mày cũng từng ở trong cô y viện, mày ra nghe bên Sài Gòn, không phải ta không biết mày đâu, mày đừng bố láo mày nữa. Đó, ông Thích Minh Tệ, ổng là người phản động hay là thầy trò mày mới là cái người phản động, thì tụi mày sẽ chờ coi tạo hóa này định luật rồi bắt đầu á, nhà nước người ta sẽ vô cuộc. Chứ đừng ở đây mà lớn lối nữa. Rồi bây giờ ngũ dân của ổng là năm sắc năm màu đó. Đó, cái màu áo của ông đấy là đúng với năm màu. Đó. Mà ngày xưa Đức Quỳnh giáo chủ khen là ngũ dân năm sắc năm màu, kìa quy nọ phụng lao sao vui mừng, mấy xung dày sấm nổ chuyển luân.
Mày thấy ông ra đời có mấy ngày thôi là sấm nổ 10.000 tiếng sấm nè, 10.212 tiếng mà nó sấm nổ chuyển lưng tiễn tiên lộ vẻ vui mừng cha con bấy lâu nghĩa nọ hao mòn, ngày nay hiệp mặt hết còn thở than đó. Các nơi liệt quốc chư bang, bây giờ liệt quốc này chư bang này người ta đều kính phục ông hết. Chửi có một hai người mà nhậm gì, sao mày không xây lại, mày chửi cái thằng sư phụ mày, cái thằng sàm tăng, cái thằng thích cúng dường đó, thích cúng nhà đó, sao mày không nói nó. Thành thử ra quý vị cộng đồng mạng bây giờ người ta thông minh trí tuệ rồi, tụi bay không có thể lường gạt người ta đâu. Nên tụi bay mắc miếng ăn, mắc thu nhập, nên trở về nội tâm đi, để nói những cái điều chánh để cho người ta mà kính nể mình. Quý vị hãy tìm kinh Phật, giáo lý của Đức Thích Ca Mâu Ni từ phụ để lợi, quý vị đi đọc đi, hay là giảng của Đức Quỳnh Giáo Chủ. Hạ bút thần là thơ đã đề khai rồi, khó làm cho hiền thánh lung lay, chỉ tứ nước dông dung phân cây quý. Ngày nào mà Phật tiên tọa vị ấy, thờ lai bình trị muôn dân, khắp các nơi chư quách thương thành, trong bốn biển chúng dân lạc nghiệp. Mình mới theo dõi gót người xưa mới kịp, dằn mây lành ngũ sắc hào quang. Nó ngũ sắc hào quang là cái màu áo của Sư Thích Minh Tuệ, mà năm sắc ngũ dân, năm sắc năm màu đó. Quý vị thấy hay không? Đó. Quý vị đừng có nghe những cái anh chàng tu sĩ bên tôi mà bố láo mà nói giảng đạo nó, đừng có nghe nữa. Quý vị hãy tìm lại giáo lý của Đức Quỳnh Giáo Chủ để nghe đi. Quý vị bắt trên mạng mà giáo lý của Đức Quỳnh Giáo Chủ là dậy lên liền là Phật Thích Ca, quý vị nghe đi, đừng có nghe mấy bố láo này nữa. Nó phỉ bán Thích Minh Tuệ, nó đi 15 năm mà giờ nó không chai, bị sáng ngon mình bắt nó đi cắt thực, nó xin ăn mà nó không nhận lương thực mà nó nhận tiền, tối về nó ôm đích vợ nó ngủ thì cái giò nó làm sao mà chai được quý vị. Cái thằng đó là thằng bố láo đó, cái thằng đó là tu sĩ tu giả đó quý vị. Hãy cảnh cáo nghe, quý vị đừng có bỏ vô bình bát ngoài đồng bạc nào chân đó. Thành thử ra còn ông Thích Minh Đạo mà ở Vũng Tàu đó, ông đó mới là người chánh nhân quân tử. Ông chỉ khen Thích Minh Tuệ mà ông bị kỷ luật, nhưng mà ông rất là chấp nhận. Ông nói tại con nói sai nên con mới bị kỷ luật, nhưng mà cái sự quỳ gối của ông là cái vẻ tốt tục, cái vẻ mà đem lại lòng người một vẻ chiều mến thắng thiện, chứ không phải bố láo như những thằng sàm tăng nó. Thành thử còn Thích Minh ông Thích Pháp Hòa của mình, khi ông nói pháp á, Phật tử cười vui vẻ với tánh mặt hân hoan, là tại vì người ta nói đúng chân lý, người ta không nói sai. Mấy vị mà cười đó là cười ủng hộ cho ông thì có phước, còn mấy cái thằng sàm tăng mà nói sai quý vị cười là quý vị cộng nghiệp, chỗ có phước và chỗ cộng nghiệp nha, chứ không phải nụ cười nào cũng có phước, chỗ nụ cười nào cũng cộng nghiệp. Xin nói quý vị là hai nụ cười. Một cái thằng sàm tăng nó nói bậy về con chim chung vô quần của Phật tử mà quý vị cười là quý vị sai. Còn Thích Pháp Hòa, người ta hỏi ông, thầy ơi, thầy vuốt cái đầu cho con để thầy ban phước cho con. Ông nói phước ở đâu ban, chính ông còn có nữa, có ở đâu ban. Sao quý vị thấy không, vui không? Người ta tu mà người ta khiêm nhượng, người ta không nói người ta đắc đạo, nhưng mà ta vẫn đắc đạo. Còn mấy anh sàm tăng của mình, ban phước giá họa cho ai, mày ban xuống địa ngục thì có. Thở nay sư mà không giảng vô chánh pháp của Đức Phật, Đức Thầy, cứ tiên lo nói bậy hù của Phật tử không? Ai ca thì câm. Bao nhiêu cái thằng Thích Đợi Đồ mà nó nói đó là bây giờ nghiệp báo chở gì nó hết trơn, em thấy không? Yeah. Chính nó ngồi nó ca tới 9 bài trong chùa nó luôn đó. Bây giờ cộng đồng mạng người ta đưa lên đó, nó đánh đờn gì nữa đó, nó gũa người ta là bao nhiêu là chở gì nó hết trơn. Nó đừng có ủng hộ cho mấy thằng này ăn nữa, đừng có cúng dường cho nó, hãy cúng chiếu cho mấy thằng sàm tăng này nè, rồi cúng chiếu luôn cho mấy cái thằng tu sĩ giả bên tôi nè, lên núi cạo đầu nè, ngồi thuyết giảng có chư thần đứng hộ. Trời ơi mày có chư thần á, có gái bia ôm á, nó ủng hộ cho mày thì có. À, rồi chỗ nào hòa hảo mà cạo đầu chọc chọc á, ủa thầy có cho mình cạo chọc không vậy em Quýt? Yeah. Hồi đó có không? Yeah. Đó. Chớ giả dối mà mang sắc áo, mượn bồ đề chuỗi hộp lè người. Đó, thấy không? Thầy nói tu đầu tóc không cần cạo mà. Miễn cho rồi cái đạo làm người mà tụi bay xứng đáng đạo làm người chưa? Nhưng mà ta nhận lỗi trong cái trí tệ, bây giờ ta được nổi tiếng rồi đó. Bây giờ hai sư đó nổi tiếng luôn rồi đó. Cả thế cộng đồng mạng giờ ta biết, ta đem lại ta cúng cho mấy ông để nuôi mừng mấy đứa em. Mà quý vị thấy không? Nhường người một bước rộng đàn dễ đi đó quý vị. Tức là nhường cái thứ mà mắc dạy này đi. Rộng đàn dễ đi là quý vị đã biết hai sư này. Đó.
Chứ ngày xưa mà nếu mà hai ông sư phản đối lại cái đệ này thì quý vị đâu mà có biết tới hai ông sư này. Nên nhường người một bước gọng đàn dễ đi đó. Lời Phật Thánh nói thì không bao giờ sai, mà tà đạo nói mới là sai, phải không? Có một nó nói tới 10, có 10 nó nói tới 100 đó. Như ngày xưa mẫu chuyện bên thầy đó chỉ có 100 một mẫu chuyện thôi, bây giờ nó dựng lên tới mấy ngàn mẫu chuyện nó, quý vị thấy không? Nó cũng tu sĩ bên tôi đó, tu sĩ giả đó quý vị, tu giả dối thì lao thì lý, từ gài sắp tới mấy thằng này nó sẽ bị hết, nó bị lực tạo quá đào thải hết trơn đó. Nên thầy mới nói là tu chân chánh mới không hội tiếng đó. Tại sao tu hoài mà không thấy thành, bị gặp đồ giả thì không làm sao thành được. Nên quý vị hãy trở về nội tâm. Phiên quý vị cộng đồng mạng nước ngoài đừng gửi về cho bất cứ một thằng tu sĩ giả nào ở bên tôi, một cái ông thầy chùa thúi nào ở bên quý vị mà tu giả. Quý vị hãy cầm tiền quý vị trong tay đi, quý vị hãy giúp cho kẻ đói mới nhầm, đến loạn ly khổ hạnh khỏi lâm còn hơn đúc chuông đồng Phật bự. Tại địa phương nào cũng phải có người đói khổ, dầu nước Mỹ quý vị vẫn còn người ở dạ cầu, Việt Nam chúng tôi vẫn còn người đói khổ. Nên quý vị hãy mở lòng nhân thương xót mới là, làm hiền lành hơn tụng hơn hà, hãy tự Phật hay hơn ngó ghé. Quý vị đem vô chùa quý vị cúng cho mấy sàm tăng ăn này, rồi dành chỗ ngồi nè. Quý vị mà cúng nhiều thì nó tiếp cước quý vị, mà còn cái ai mà nghèo lợi coi nó không thèm dòm luôn đó, phải không? Ai tà ai chánh người ta cũng đã biết hết trơn, cần gì mình phải kêu người ta vô cuộc, cần gì phải nói người này phản động người kia phản động. Bộ nhà nước nào cũng dòm, không biết thằng nào tà thằng nào chánh à. Đó, thành thử ra mình đừng bao giờ mà sắc sược như vậy nữa.